Hai du khách này là ông bà Peter Estes, người Nam Phi. Ngày 4 tháng 10 năm 2018, họ đặt phòng nghỉ đêm trên tàu du lịch có tên là Glamour Star Hạ Long qua đại lý du lịch trực tuyến có tên miền là hotels.com. Tuy nhiên, khi đến cảng du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ông bà Peter Estes tìm đỏ mắt vẫn không ra con tàu nào có tên như thế. Ông Peter cho biết, ông cảm thấy rất tồi tệ khi đã bị lừa. Ngay sau khi về Nam Phi, ông sẽ khởi kiện các đại lý du lịch. Thì chúng tôi đã xác định được rằng một số lữ hành nhận đặt khách nghỉ đêm trên vịnh hoặc tham quan trên vịnh Hạ Long nhưng thực tế là không có sở hữu tàu thăm vịnh hoặc kinh doanh tàu thăm vịnh, để dẫn đến tình trạng là du khách đặt tour nhưng đã không có tàu cung cấp để cái dịch vụ thăm vịnh. Để xử lý việc này thì chúng tôi cũng đã trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với thanh tra du lịch, thanh tra sở thông tin truyền thông để triển khai cái thứ nhất là kiểm tra rà soát chặt chẽ những hoạt động lữ hành và những hoạt động của các trang mạng liên quan đến việc hoạt động kinh doanh du lịch. Đây không phải là lần đầu tiên khách quốc tế bị lừa chuyến đi nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Trước đó, vào tháng 7 năm 2018, một gia đình du khách người Tây Ban Nha cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Đối với du khách thì chúng tôi cũng mong muốn là du khách trước khi đặt tour thăm vịnh Hạ Long thì kiểm tra kỹ những thông tin và đặt khuyến khích khách là đặt tour trên những trang mạng có uy tín, đồng thời cũng phải kiểm tra những trang mạng đó và khi điểm đến đối với những công ty lữ hành và liên hệ với chi hội tàu du lịch, với ban quản lý vịnh Hạ Long, với cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu để kiểm tra xác minh những thông tin chắc chắn trước khi khởi hành. Theo ghi nhận, hiện nay các đại lý, công ty lữ hành của Việt Nam vẫn ngang nhiên bán vé phòng nghỉ đêm với các tàu du lịch không có thật trên các trang du lịch trực tuyến như Agoda, Booking.com, Expedia. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo gửi Tổng cục Du lịch, yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm các đại lý lữ hành, công ty du lịch đã lừa du khách quốc tế.